Câu của Minh Thư ổn rồi ha. Minh Tiến. Rồi ok. Bích Ngọc. Good. Đình Nhật. The girl is hitting a tennis ball with a tennis racket. Ok. Thúy Anh. Woman and her daughter are playing with sand. The boy is hitting a ball with a racket. Good. The boy is hitting the ball with tennis racket. Ok. Rồi, câu của Hiếu Hảo. A boy is hitting tennis with his friend. Rồi, câu của Ngọc Hảo cũng ổn rồi ha. Rồi, câu tiếp theo nè. Câu số 3. Câu C. Các bạn biết cái hình câu C này đi. Viết liền luôn. Viết liền luôn. Cái hình C viết liền luôn. Đừng chờ đợi nữa. Bạn viết cho hình C liền nha. Rồi. Câu của Nhật ổn ha. Thu Thảo được nè, Minh Thư được nè, Học Hân được nè, toàn là câu ngắn đơn giản thôi, ok. Ngọc Hảo, Hồng Kiên. Ok. Huy Phúc. Riverbank và xong rồi. Bích Hiển ok. Nga đúng rồi, Chu Thị Nga. Thúy Anh. In Sunshine. Nên có chữ đờ in the sunshine. Tuyết Nhung. By river near his house, ok. Kim Ngân, ok. Ngọc Lan. Được ha. Mà ngắn gọn quá. Kim Thắm, ổn. Hồng Yến, good. Thu An. Well done. Hiếu Thảo. Well done. Hồng Ngoan, good. Nguyễn Thị Yên. I saw a man jogging near the river. Okay, well done. Bích Ngọc, good. Phú, nice, good. All right. Now picture D. Picture D.
Now write the sentences as you see it. Hãy viết luôn. Nhật, there are eight laptops on the table. Rồi, rất là cơ bản ha. Yên đổi lại là there are a lot of laptops on the table. Ngọc Hân, there are a lot of laptops on the table. Good. Tương tự. Eight laptops have been sitting for 3 hours. Laptop thì nó phải được sắp xếp, đúng không? Nó phải chia bị động á. Em chia vậy là không phải bị động á nha anh Kiên. Have been cộng với 3 mới chia bị động được. Này là have been cộng với in là mang nghĩa chủ động rồi. A laptops have been set. Ha. A laptops have been set. 8 cái laptop đã được set for 3 hours. Now, Ngọc Thảo. All laptops on the desk are ready for students to take the English test. Good. Well done. Very nice. Trời ơi Nga ơi, em viết cái câu gì mà nó ngắn dữ vậy Nga. Gì mà laptop is on the table, gì mà ngắn dữ vậy. Bèo bèo cũng phải nói là có nhiều cái laptop hay là sao đó. Câu gọn lỏn à. Minh Triệu, there are a lot of laptops lined up neatly on the table. Ok. Có mệnh đề quan hệ rút gọn, đúng không? Tức là there are a lot of laptops which are lined up neatly on the table. Thì tỉnh được cái which are đi. Ok. Rồi Ngọc Lan. Good. Bích Hiển. Good. Tiếp Nhung. Nice. Bích Ngọc, có nhiều máy tính laptop mà không có dùng there is. There are luôn. There are a lot of laptops on the table. There are. Ok, Hồng Hoang. Write a good sentence. Very good. Sung Trang, a lot of laptops have been equipped for office workers on the table for meeting. Excellent. Well done. Now the last picture. This is the last one. Let's do this.
All right, show me your answers. Have you finished? Right, his daughter is drawing animals at the white paper. Sao không mà on mà lại add ta? On the paper chứ. Yeah. His daughter is drawing animals on the white paper. Dùng chữ on, nhớ từ on. The girl is practicing drawing at home. Okay. Định nhật, a little girl is drawing on paper at her home. Okay. In, the girl is drawing at the table. Ngồi vẽ ở cái bàn. Giai không thêm, chịu khó thêm cái là ví dụ như là with a crayon. Đúng không Nguyên? Được không? The girl is drawing with a crayon at the table. Cô gái được vẽ, em bé cô gái này đang vẽ. Cô bé gái này đang vẽ với một cái bút chì màu at the table. Cái câu cái nó rõ lên liền, nó sinh động lên liền. Em biết vậy nó hơi đơn điệu. Bích Hiển is drawing a picture school. Okay. A little girl is drawing at her room. Ở trong phòng dùng giới từ in nha Hoài ơi. Ở trong phòng dùng giới từ in. Cái phòng mà ép gì mà ép. Lê Kim Hấm. The girl is drawing a picture for her mother at home. Okay, good. The baby is drawing at the table. Câu hơi ngắn nha, hơi đơn giản quá nha Ngọc Lan ơi. The kid is drawing a cute picture. Dùng picture dùng chữ cute ha, thường dùng chữ cute cho người á. Còn picture cứ việc dùng cái chữ rất đơn giản dễ quen thuộc đó là beautiful. Không, còn nếu không dùng beautiful thì phải dùng những chữ khác, ví dụ như là gì? Là terrific, wonderful, này gorgeous gì đó. Thúy Anh, I can't draw, but my little sister is very good at drawing. Oh, nice. Very nice. Hay Hân, a little girl is drawing on the paper at 3 p.m. Okay. Hiếu Thảo, a girl is drawing on the table at home. Hồng Ngoan, the little girl is attentively drawing pictures at the table in the living room. Very nice. Tức là câu của Hồng Ngoan là khá là nhiều các cái gọi là bổ ngữ chỉ cách thức chỉ không gian. Cho nên là nghe cái câu nó đỡ nhàm chán liền, đúng không? Rồi, thank you. Now let's move on to the next part. Speaking question 3. Cái phần TOEIC speaking. Câu hỏi số 3 nó là cái gì? Đó là describe a photo. Tả một tấm hình. Tả tấm hình. Ở đây nó cũng có một cái hướng dẫn nè. Step 1, scan the photo. What information will you need for the response? What information will you need for the response? Em sẽ cần thông tin gì? Step 2, brainstorm keywords such as nouns, verbs quickly when you see the image. Step 3, think about what you want to talk about and how to express it. For example, in this picture, we can see three kids playing on the ground. In this picture, the man is giving a presentation to a group of students. This is an image of a music festival on a city street. Okay. Location. Subject. They are in a lecture hall. They may be in the playground. On the background, the children are riding their bikes around the fountain. The couple is at a restaurant. The man and the woman are wearing formal clothes. Actions. Some people are skiing down a hill. Some people are about to ski down a hill.
Cái này nó khá là chi tiết, nó khá là chi tiết trong cái phần mà tả hình. Thực ra là cái chi tiết như thế này á, thì cũng có cái hay của nó, nhưng mà nó sẽ hơi nhiều và cảm giác là hơi khó học đối với các bạn. Thì với khả năng của các bạn á, thì thầy chỉ giới thiệu và tóm lại nó là như thế này. Khi có một bức hình thì các bạn nhìn vô, các bạn sẽ nói gì ở các cái nội dung như thế này. Thứ nhất là what, what cái gì, được không? What là cái gì? Nhưng mà cái what này nó không phải là cái đầu tiên để nói, không phải là cái mới nhảy vô là nói liền, mà nó ở cái phần thứ ba, nó nằm trong cái phần thứ ba. Cái đầu tiên mới vô em thấy đó là who. Who là ai? Who thì bây giờ trong hình có mấy người thì nói in this picture I can see that there are three people. In this picture I can see that there are a woman and a man. In this picture, I can see that there are a family of five people. Hay một gia đình 5 người là phần who. Who là cái đầu tiên. Sau đó tới where. Phải vậy không? Không luôn. Đầu tiên nhìn vô hình là phải nói where đầu tiên. Nói where là ở đâu á, thì mình có thể nói là this picture might have been taken in the supermarket. Hình này được chụp ở supermarket. Hay là this picture might have been taken in the restaurant. Chụp hình trong nhà hàng. This picture might have been taken in the dormitory. Hình này có lẽ được chụp ở ký túc xá chẳng hạn. Thì cái where là cái đầu tiên, sau đó tới who. Who ai, bao gồm những ai trong hình. Rồi tới what. What là cái gì, thì bắt đầu mình mới tả từng người hành động của họ là họ làm cái gì. The man is eating, the woman is drinking, the children are playing. Ví dụ vậy, mình tả hành động của từng người, cái what là cái phần thứ ba. Và cái phần cuối cùng đó là how. Nghĩa là sao? How do you feel about the picture? Bạn cảm thấy gì về bức tranh, hay là ý kiến của bạn về bức tranh là cái gì? How. Ha, điền chữ how. Thì các bạn nhớ bằng bốn cái chữ đó nó sẽ dễ, và các bạn có mường tượng được cái thứ tự để làm hơn. Tức là đầu tiên là cái gì, nhìn vô bức hình là thấy là cái gì, nói liền cái gì, where. Cái hình này chụp ở đâu, this picture might have been taken in, hay là this is an image of gì đó, where. Rồi tới gì, who, ai, mình kể ra. There are three people in this picture, in this picture I can see that gì đó. Bắt đầu tả tới người. Xong tới what, là cái chuyện gì xảy ra, kể từng người từng người. Thì cuối cùng là chốt lại bằng how. Mô típ hỏi chung. Cái này không phải là mô típ hỏi chung. Cái này nó là cái câu số 3 trong phần thi nói á, là người ta đưa một cái hình cho mình tả trong vòng 30 giây. Ha, cho người ta đưa hình cho mình tả trong vòng 30 giây. Thì để cho nó đơn giản, để cho em sắp xếp được cái cách nói của em á, thầy mới gợi ý cho em cái sườn đó, là nó dễ nhất cho em học. Còn bây giờ em học theo cái sườn này cũng được nè, sách mình có nè, đúng không? Introductory sentence, câu giới thiệu nè, location, về địa điểm nè, objects, vật thể nè. Vật thể thì gồm có gì, background, foreground nè. Rồi characters, nhân vật nè, là ai. Actions, hành động là gì. Em tả thì cái này là tới 1, 2, 3, 4, 5. Nó nhiều và nó rất là nhiều nè. Em thấy không, công thức rồi cấu trúc gì quá chừng nè. Rồi như vậy đây là cái phần trả lời của câu số 3. Thực ra nó là lúc trước là nó chỉ là câu số 3 trong đề thi TOEIC Speaking thôi, nhưng mà bây giờ nó là câu hỏi số 3, số 4 luôn. Tức là người ta đã tăng lên thêm một tấm hình nữa.
tả hai tấm hình luôn. Còn câu số 10 là propose a solution á, là lúc trước á thì bây giờ nó đã bỏ rồi. Câu đó hơi khó, câu đó hơi khó. Câu đó phải cực kỳ phải cỡ giáo viên trả lời mà còn còn ngán á, cỡ giáo viên trả lời câu đó mà còn ngán, nói chi sinh viên. Câu đó là nghe một đoạn thiệt là dài, nhớ lại và phản hồi hồi đáp lại chứ không phải là đơn giản. Rồi ở đây là nó có cái hình, nó biểu là listen to students describing the prompt picture below, nghe học sinh tả cái hình, nhưng mà giờ cũng không có cái file nghe ở đây, kiếm file nghe chưa ra, bên trung tâm gửi mà gửi đề cương không có gửi file nghe. À, đợi hơi xíu coi. Cannot open, không mở được, có virus. Rồi thôi mình, tức là cái tấm hình là ở đây, tấm hình là đây ha. Rồi bây giờ cái miêu tả này có hai bạn tả nè, đâu đọc cái phần tả tranh của bạn này lên đi, mình đọc lên luôn đi, mình khỏi nghe máy đọc, đọc lên nghe coi. Hồng Yến, sao phải bàn hả? Ok. Yên, Yên ơi. Dạ. Đọc, đọc đó đi em. In this picture, I can see there are two people, a man and woman. A woman, you can see, I can see the woman choosing some food, and she wearing a red, and she holding a cloth in her left hand, and the right hand, I can see she choosing some food, and the man is choosing something to buy for the woman. And behind them, I can see there are many people going around, and they can be in a market and buying
something for buying. themselves. And I think the woman is choosing some food for herself. Buying something for themselves. Right. Student 2 đọc lên ngay tài nguyên. Dạ, thưa thầy là student 2, this picture is the sense of a market. There are two people. They are at the vegetable store. The man is the salesperson. Woman is the customer. The woman is look probably how to choose some vegetable to buy. There were lots of vegetables like carrots, cucumber, tomato, purple, inedible, some corn. That's all. Okay, thank you. Vậy cái chỗ inaudible đó có nghĩa là không nghe được, như là trong recording là chỗ đó là nó nói cái gì á mình không nghe được. Như vậy em thấy cái hình cái nhận xét là về có phải là cái người số mình cảm thấy là có cái người số 3 là họ nói được nhiều hơn, mình cảm thấy và dùng ngữ pháp tương đối là chính xác hơn. Còn cái người sau thì nói ít hơn và dùng ngữ pháp nó bị sai một vài chỗ. Bị sai một vài chỗ. Rồi bây giờ nó biểu là practice. Đó, tập nói này nói thử vô cái hình này nè. Mười lăm giây. Các bạn nhìn hình chuẩn bị. Thầy sẽ gọi một vài bạn. Cái tiêu chí chấm điểm nó nhiều, nó mấy cái là chứ không phải là một. Thứ nhất là cái cơ bản của đơn vị nói đó chính là âm thanh, nó chính là phát âm. Pronunciation. Như vậy cái chấm cơ bản là pronunciation. Sau đó là tới intonation, ngữ điệu. Phát âm ngữ điệu. Rồi, phát âm có, ngữ điệu có, bắt đầu chấm tới cái content, cái nội dung của bài nói mình là có đạt yêu cầu về mặt cấu trúc, về mặt đầy đủ các thông tin, các khía cạnh thông tin hay là không. Đó, và ngữ pháp nữa. Grammar, ngữ pháp nữa. Cái ngữ pháp thì nó không phải là một tiêu chí lớn. Nó không phải là một tiêu chí lớn. Tại vì trong speaking đó thì người ta có thể xí xóa cái sai ngữ pháp. Sai ít thôi, sai nhiều mà sai những cái nghiêm trọng thì vẫn phải trừ điểm. Đó. Rồi, Yên Nhi. Dạ. Are you ready? Yes. Rồi. Begin speaking now. In this picture, we can see there are four people. They are working on some projects. They are in the coffee shop right now. Maybe. Cái gì đó thầy ơi. Okay, thank you. Nhớ không? Nhớ câu trước nãy thầy mới nói không? Nhất là mình sẽ nói là where, bước vô là nó là where ở đâu thì phải nói là một câu,
This picture might have been taken in the coffee shop. Được câu hỏi. This picture might have been taken in the coffee shop. This picture might have been taken in the restaurant. Là được một câu ha. Rồi bắt đầu là in the picture. I can see that there are four people. Thì chi tiết thêm chút xíu là in this picture I can see that there are four people, three women and a man. Là được người rồi ha, là được cái phần who rồi. Xong bây giờ tới what. Cái gì, chuyện gì. Rồi nói nè. Là the four people are discussing something at the table. The man is working on his laptop. One woman is holding a pen on her hand. And she's saying something. The other two women are listening to her. Đó, nhiều đó thôi, không cần nhiều. Rồi có chốt lại là how, là cảm giác như thế nào. Thì mỗi người sẽ có một cái câu riêng chứ không ai giống ai hết. Cái đó là cái là đáp án mở. Nên là phần how cuối cùng đưa ra ý kiến, đưa ra cảm nhận về bức tranh đó. Mỗi người sẽ nói khác nhau. Bây giờ em cứ nói một đơn giản một câu là I think that they are focusing on a new project. Tôi nghĩ họ đang tập trung cho một dự án mới. Là cũng là một cách để nói. Hay là có bạn khác lại nhìn thấy một cái góc cạnh khác, cái bạn đó sẽ nói là I think that they are working on the new payroll, on the new payment system. Tôi nghĩ là họ đang làm việc về cái hệ thống chi lương mới. Đó. Mỗi người sẽ có một cái cách nói khác nhau, nhưng mà cái cấu trúc, cái bố cục của bài nói là nó đã như vậy. Thank you. Rồi, Quang Phúc có đây không? Quang Phúc. No, he's not here. Minh Thư. Lê Thị Minh Thư. I'm here. Are you ready? Right, let's write a picture. Right, begins speaking now. In the picture, there are four people. They are sitting in a coffee shop. They are working on new job, a new project. All right. Nếu mà đi thi theo cấu trúc mới á, là 30 giây là hết giờ rồi. Mà nói được có 3-4 câu. Còn nếu đi thi format cũ là tới 45 giây lận thì vẫn còn thời gian. Bây giờ mới là hết giờ. Nhớ nha, cái cấu trúc của này, bài câu hỏi này á, là 45 giây để trả lời là của format cũ. Còn format mới của AIG nó mới đưa ra bây giờ là 30 giây. 30 giây. Thì nó bốn cái phần mà thầy mới vừa nói. Đó. Mình thấy học kỳ cũng 30 giây hả thầy? Thầy chưa biết nữa. Mà thầy cũng chưa biết là học kỳ có đưa bức tranh vô không. Nhưng mà cứ chuẩn bị đi. Cứ chuẩn bị đi. Nhưng mà chắc chắn là có thi nói. Chắc chắn có thi nói. Rồi một bạn khác nữa rồi. Trương Thị Nga. Trương Thị Nga có đây không? Đăng nhập vô rồi, đi chơi rồi. Vi Khả Huyền Trang.
Trời kêu nãy giờ giờ mới trả lời. Huyền Trang có đây không? Huyền Trang. Huyền Trang cũng không có luôn. Mất đi không nói được. Xuân Trang. Xuân Trang đâu? Có Xuân Trang ở đây không? Nữa hay mấy em lát. Sao sớm nhau tại những khúc này cái máy lát cũng hư mất từ lư hết. Biết Ngọc. I'm here. Nice. Are you ready? Miêu tả. À, cái bức tranh vẫn bức tranh này hả thầy? Right. Dạ rồi. Begin speaking now. In the picture, I see four people are meeting at the cafe shop. They look very focused on their work. Everyone is listening to the blonde woman. Maybe the men were the one to talk the minute of the meeting. Yeah. Alright. Maybe the man gì em? Ghi là biên bản cuộc họp á thầy. Em nói em dùng cái chữ cái chuẩn gì? Dạ. Em dùng cái chữ gì? Dạ mình thôi. Thế ví dụ như là có thể ghi là jot down tức là ghi xuống. The man may be jotting down some main points of the meeting in his laptop computer. Đó. Rồi. Đã nói rồi, khúc đầu là nói cái gì? Where? Hẳn một câu nói where luôn. This picture might have been taken in the coffee shop. Tới gì nữa? Who? Ai? Rồi mới nói. There are four people in this picture. In this picture, I can see that there are four people. Three women and a man. Xong phần who, bắt đầu tới phần what. Tả từng người làm gì. Rồi cuối cùng how tức là how do you feel, cảm giác của bạn, ý kiến của bạn về bức hình này. Đó. Thì mỗi người mỗi một ý kiến, mỗi một cảm nhận. Nó cái cấu trúc là như vậy ha. Minh Tiến. Dạ có em thầy ạ. Describe this picture, Minh Tiến. Begin speaking. Nói luôn hả thầy? Có được suy nghĩ không thầy? Ok, suy nghĩ đi em. Begin speaking now. In the pictures, I can see the two people. I think they are husband and wife. And they are buying in the supermarket. They are buying a lot of vegetables. And they enjoy movement. That's it. All right. Cũng được. They are enjoying their shopping. Right.
mới vô thì lại quên cái chuyện là nói tách ra, nói thẳng ra, nói riêng ra một câu về địa điểm. This picture might have been taken in a supermarket, in a convenience store, in a supermarket. Nói thẳng ra một câu. Bắt đầu mới tả tới phần thứ hai là gì, là who. In the picture, I can see that there are two people, a man and a woman. Maybe they are husband and wife. Được không? Hoặc là đơn giản, nếu mà bạn này chỉ nói ngắn gọn thôi là in this picture, I can see that there are two people, a man and a woman. Tới đó thôi cũng là được lắm rồi. Còn em muốn là I think that they are husband and wife cũng được. I think that they are brother and sister cũng được. Được không? I think that they are friends. Tùy. Close friends. It's up to you. Rồi tới cái phần what. Thì mới tả. Cái phần what này có khi là không chỉ tả người đâu, mà nếu còn thời gian thì mình sẽ tả thêm vật nữa. Còn thời gian thì tả thêm vật nữa. Ví dụ như mình sẽ nói là they are choosing some vegetables from the shelves. And on the right of the picture, I can see that there are so many kinds of vegetables that are being on display. Bên phải của hình tôi thấy rất là nhiều loại vegetables, rau củ nó đang được trưng bày. Được không? Rồi còn câu cuối, cái how do you feel, what is your opinion, ý kiến của mình thì mình mới nói là I think that they are really enjoying their shopping. Tôi nghĩ họ rất là vui đi mua sắm. Because they are smiling. Because there is a smiles on their faces. Bởi vì có những nụ cười trên những khuôn mặt của họ, nên là so I think they are enjoying their shopping. Tôi nghĩ họ đang rất tận hưởng cái việc mua sắm này.